tận mặt gặp một con mà đi trong đó đi chiếc xuồng bốn người mà cầm cái dầm bê ca chú không dám đặt, cái đầu nó bị lớn đó. Ta chịch ngang thì cái cây cỡ này bê dai không cần cái cỡ bằng cổ tay thôi, lẹ thì cây ngang đây thì mày xuống đây thì lũ mày quấn cái bóp xuống thì mày gục đầu tại đây rồi đó, là nói là ngay dân thợ rừng thôi. Bà con, hiện tại Bước Chân Miền Tây đang có mặt tại rừng U Minh Hạ ở Cà Mau. Hôm nay là mình đi lang thang là cũng ngay cái cơn bão số 8. Mọi nơi ở đất Cà Mau này là đang bị nước ngập. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái duyên của mình, gặp những người dân địa phương ở đây và tìm hiểu về những câu chuyện huyền bí của vùng rừng U Minh này. Bây giờ mời bà con đồng hành cùng với Bước Chân Miền Tây nha. Bây giờ cái mẹ thang của mình ung lửa mà để mà mình đi cắm câu ngày xưa đó, ngày xưa vô nó quậy banh cái đó rồi nó mới đi. Là hồi đó là chú đi đâu là chú gặp con gắn không may? Hồi đó là cái là chú là cái bị chú sống hồi đó giờ là chưa tiếp thu là ở cái vùng đất địa này mà. Dạ. Yeah. Từ hồi thờ ở ông bà từ thở nhỏ là, lớn mà. Là chú đã từng thấy gắn không may luôn ha. À. Dạ chú kể cho con cái lúc đó mà từ đâu giống như là từ đầu tới cuối chú gặp con gắn là sao chú? Nó đó là toàn bộ là nó bò trên đọt cây, ngày xưa nó bò trên đọt cây á. Chú là cũng đi hồi đó là cái tập đoàn phong nạn hồi năm 75 chưa tiếp thu, trước tiếp thu một năm là ông ở Kinh Giới Hàng Gòn, bây giờ là cái tên ông Năm Hàng Gòn đó. Đó là ổng là ngày xưa là ổng đi cái cạp phong nạn đó, là cái hồi đó là đâu có rừng múc gì đấy đâu, là toàn bộ là rừng không à. Ổng mang cái bụi trên nè, bắt đầu là ở trên cái đọt cây này, nó là con gắn là nó khoảng cỡ 30 kg, bắt cái trên nó đẩy ổng xuống trúng cái gùi rồi ổng té sấp luôn, nó cắn luôn rồi ổng tính chết chứ đâu có còn gì nữa. Rồi bắt đầu nó nói là ngay ổng là con dân thợ săn mà, là ổng nói đi có ba anh em làm chính ở Hà Gòn này. Nó ổng tin đặt bây giờ ông chính Hà Gòn này, là U Minh đó, là con chó là nói là ngay đặc điểm con chó ổng chó theo của ổng là nó khôn dữ trời lắm chú, cấp đó chú còn nhỏ chú biết. Là ổng đi tới đâu là con chó nó vẫn là nằm đó, nó theo. Là ổng mới nói là kêu là ở nhà đó, là kêu đi hai ba anh em nói thôi bây giờ về đi, em chết chứ không còn đường nào sống nổi nữa. Bây giờ là nó cắn rồi thì nó là trào đồm tại chỗ rồi, không còn cái đường nào mà cứu chữa hết trơn. Rồi bắt đầu cái ổng mới dặn thôi bây giờ anh về anh để lấy giỏng đồ để động viên bà con vô, là em là ngay chân cái đường thét này nè, là em phăng ra tới đâu hay tới đó, chứ là em là không có đi đâu. Thì đi tới đâu là con chó nó theo ổng tới đó, thì ổng cũng suy nghĩ. Ổng là cái trên mình ổng là ổng mang một cái là cái canh mật ông mình đó. Thì ổng nói luôn mình là dân lấy mật ông mà nó chết cũng về mật, sống về mật từ mật đó. Thì ổng mới bưng cái canh mật ông, ổng ực mẹ nó là chết, để cái ý là nó chết thôi chứ không còn cái đường nào mà để là anh em để động viên ở ngoài là để vô là khiêng về. Là ngay cái đường như cái đường thét rồi đó, đường thét rồi ngang có chỉ là hai thước thôi. À, chứ đâu có được cái sáng múc hồi đó là toàn bộ khu này là rừng không chứ đâu có rừng ấy đâu. Chưa có đường của mình. Không nhỏ. Có đường gì hết, dạ. Chỉ là cái đường mình thét đó, thét để đi đó. Thì là ngay cái đường này là ổng nói chết thì nằm cũng nằm ở tại đấy. Đặng cho anh em đi vô ở ngoài, đi vô là biết đường, biết là lấy thay ổng về đó. Mà giữa rừng hồi đó là ngã tư quốc tế này là vô là mấy chục cây số. Thì ổng muốn làm có khoảng là cỡ nửa lít ruộng mạch. Thì ổng nghe trong mình ổng hơi dần dần đỡ. Thì ổng nói vậy mình chưa chết, mà ổng bưng ổng ngực nữa. Là cái canh mật cái khoảng 5 lít là mình một ổng uống hết luôn á. Là ổng lộ ra. Là tới khuya rồi thì về tới hồi đó đâu có cái nạn điện thoại điện bổng gì đâu. Thì chỉ lộ ra thôi là đi ở này là bà con là đi lấy giỏng vô. Đừng, là khiêng ổng để đi về. Chứ đâu còn cái đường nào mà gánh về nổi đâu. Đi khiêng thì vận động bà con. Thì vận động bà con rồi thì vô thì đây thì la hét rồi đốt. Hồi đó là đi còn đốt rồi chứ đâu có đèn pin đằng gì đâu. Rồi thì đi vô thì cứ la hét rồi kêu đi tìm đi căng hàng ngang là để đạp, sợ ông chết đó, nó là bị dặn ông nằm ở đường này là ông đạp thôi chứ không còn gì. Thì ông nói là ông nằm
Ông nằm xuống ông nghỉ nghe mệt dữ lắm rồi, ông uống khoảng cỡ chừng 2-3 lít mật rồi, thì nằm thì thức dậy, ông giật mình thì ông thức dậy nói đúng mình chưa chết, la bắt đầu là ông hốc lại mà ông nói rằng là đi đi không nổi, ông lết không, mà con chó ông khôn lắm, ông đi ông lết tới đâu thì con chó theo tới đó, là rồi thì bắt đầu là dân ta về vô đó, con chó nó nghe tiếng là đi chủ nhà vô mà, thì bắt đầu nó sủa nó la. Nó la thì bắt đầu rồi nói ổng ở đây nè, ổng chết ở đây chứ không đâu chuẩn bị con chó ở đây, thì lợi thì ổng bò không chứ ổng đâu còn ấy gì, thì đó thì lợi thì ổng vẫn còn sống, rồi thì lên khiêng ổng về đó, là nó mới biết được là ngay trên chỗ là con gắn đã thắng mình, là cái mật ong bây giờ đó, là cái khi mà lỡ gắn chạm hay gì đó là mật ong này là toàn bộ khoảng một sĩ hoặc mỗi lúc lắc cái thành thị được khoảng là một ngày rồi. Như nhờ vậy có nghĩa là mình phát hiện được là uống nó nóng, mật ong nó nóng, uống mật ong vào để trị được cái nọc của con rắn hôn mây. Bởi vì nó nóng, cái sức nóng cái đó là cái nọc con rắn là nó mát. Con hôn mây nó hình dạng sao chút? Nó cái bông của nó là nó hai loại rắn, con rắn hôn mây cái loại mà cái đuôi ở dưới nó là chính như hột mây dốc của mình đó, có biết cái hột mây dốc mình không, là ở từ ở dưới đít, từ cái đít trở xuống đó là lại là nó tròn mà nó là cái hình ngang mặt á, mặt của nó mặt giống ngang mà nhưng là cái màu vàng đó, cái mình hình thù của nó đó là hơi xám đó, là nó giống ngang dắt ngang như cái mặt giống, không phải như con trăng mình mà nó đã khác hơn con trăng, là cái con hổ mây mà lửa là như cái giác chính của mình, nó đỏ hổ mây lửa đỏ luôn. Còn cái loại là cái hổ mây mà kêu hổ mây xanh á, là cái nó hơi cái ở dưới nó vẫn xanh, cũng như là trái mây mình chưa chín, nó toàn bộ mình đã giữ trời lên, trong khi mình gặp nó rồi là toàn bộ là nó là phải cất cái đầu lên được khoảng từ 3 thước lên, chứ không có bao giờ mà nó ở dưới là nó chạy lên cỡ chạy lên đầu cây, trước khi là nó cắn mình là bắt ở trên là nó mổ xuống gì, chứ không bao giờ nó cắn ngang như vậy, bắt ở trên cắn hụt, nó quân tử lắm, nó cắn một trúng mình không trúng là mình phóng, nó phóng chạy rồi. Nhưng mà những cái thợ gừng ngày xưa đó ta biết thế đi, nó trên cây nè là nó hòa đầu xuống là nó cắn phải nó mổ xuống gì, nó mổ xuống thì đây mình đứng mình lẹ mà mình cũng là nói với ông thợ gừng là luôn nào cũng vẫn biết nghề hết đó, ta chịch ngang thì cái cây cỡ này bây dai nè, không cần cái cỡ bằng của tay thôi, lẹ thì cái cây ngang đây thì mày xuống đây thì lũ mày quấn cái bóp xuống thì mày gục đầu tại đây rồi đó, là nói là cái dân thợ gừng nó giỏi lắm chứ không phải là mười người là đều biết nghề, là con hổ mây nó di chuyển là nó phóng luôn hay là nó bò di chuyển hay chút? Không, nó đi lên đọt cây ạ. Đi trên đọt cây là phóng từ đọt này qua đọt kia nó đi là dẫn cất đầu lên, nó đứng gì đây chứ không phải mà nó bò như cái các cái loại rắn hổ rắn này kia nó bò dưới. Là chỉ có là từ cái lỗ đít mà dưới chót đuôi là nằm ở dưới đất là dưới vấn là bao nhiêu thôi. Là phóng trên đọt cây không ha? Còn như là nó đứng gì nè, nó đi là đi đứng gì đi là trên đọt cây xào chứ không phải đấy. Vì là đi mỗi lần đi là chắc gió ù ù ha. Thì nghe hù những con rắn bự đó, đi hì hì chứ không phải. Những con 40-50 kg tầm thường. Hiện tại bây giờ là vẫn còn. Ở gần của mình vẫn còn. Vẫn còn. Chú có lần nào chú chạm mặt không? Không chạm mặt thì những con rắn nhỏ chứ con rắn bự cỡ đó mình không thể nào chạm mặt được. Có cỡ đó là mình đi như thí dụ như là mình giặt là chó là nó phát hiện chứ mình ở đâu ấy, chó nó phát hiện rồi thì mình biết là cái loại dữ, bây giờ mình tới cái là dân thời săn mà thì những cái món vật nào là nó nguy hiểm giờ những cái nào là không nguy hiểm là con chó mình nó phát hiện rồi, đi chung như là một người, mình là một người đi với con chó là vững hơn là đi bằng 5-7 người bởi vì là con chó là ti con chó gì đó, là con chó săn nó rất là dữ dằn, nó gặp heo gặp nai rồi là không có thể buông, còn mình đó là ví dụ như là mình có thể mình đi chung gì đây, còn mình rồi sợ mình phóng chạy chứ không có con chó là không bao giờ nó bỏ chạy, dòng chết chứ không bỏ chạy được, nó là nó thấy tay mình đó, thì ngay trong chỗ đó là đi là cái thợ săn là quý con chó hơn đi tỉnh hơn một người, đi 3 người 2 người với mình là không tỉnh bằng được con chó, con chó là cỡ nào chết sống gì là nó cũng không có buông mình, là nó đã giúp tay được cỡ nào cỡ rồi bây giờ gặp heo cỡ 100-200 kg thì cỡ đó là tầm thường của từ nhỏ của chú, từ nhỏ tới bây giờ luôn là chú có chạm mặt con nào mà nó to nhất không? Không dám chạm mặt, chỉ mình thấy thôi, thấy từ xa thấy có khoảng 1-2 công gì đó nó nằm ở trên đột tràm gì thấy xa ha. Chứ không dám là chú thấy cỡ con đó là cỡ bao nhiêu? Cỡ khoảng là từ 30-40 kg. 30 kg bây giờ 30 kg 40 kg nó đâu có bao lớn, nó có khoảng cỡ này, bây giờ nó cái hình thù của nó dài
nó dài cả 7-8 thước 10 thước chứ đâu có ít đâu. Dạ, 7 kg dài lắm. Ờ thì nó dài. Mà như mình thấy cỡ này là 30-40 kg rồi. Có một lần là mới cách nay đó chừng 7 năm. Chú tận mặt gặp một con mà đi trong đó đi chiếc xuồng 4 người mà cầm cái dầm BK chú không dám đặt. Cái đầu nó bự lớn. Nó bò gì đây là nói là bây giờ mình tính là nó tương tự nó giống như là con rắn hổ Đức. Hổ Đức. À, nó y chang như cái vùng rắn hổ Đức ở đây, rắn hổ Đức bây giờ nó phân nhiều dữ lắm. Nó lẹ dữ lắm, tim nó dài mà nó lẹ lắm. Thấy cái đầu gì đây thì ông anh ổng kêu bây giờ nó vừa bò lên gì đây, ổng kêu ngắm đuôi, ngắm đuôi. Thì chú cục chú thấy chú nói đúng mà ông nội chú không dám nắm nữa thì nó ở dưới gì đây thì nó bóng lên rồi. Thì cái chị là lên rồi nó bơi ngầu trên tôi nói đó anh nhào vô đó đi. Đó nắm thử coi. Ông nói rồi gặp ông cứu nội rồi thì là kêu nó là ông cứu nội đó là nó hổ mây rồi ông nội đó. Hổ Đức hả? Gắn hổ mây. Hổ mây. Rồi còn hổ Đức nó cũng tương tự như như gắn hổ mây mà nhưng nó không có dữ bằng. Nó trắng hơn mà nó rất lẹ. Mà nó cũng dữ vậy mà nhưng dữ không bằng gắn hổ mây. Giống mây nó dữ dữ trời. Nó lẹ làng mà nó dữ dữ lắm chứ không phải nó gặp mình hay là cái hơi chó gọi là toàn bộ là nó sợ chó cắn là nó trên đọt cây không. Cây chàm mà cỡ hơi bị vô vô cái cỡ này đâu ấy đâu là một đùm ở trên tròn chàm. Nó chú ngày xưa chú có đụng một con nó khoảng cỡ 7 kg thôi. Mà là cái con chó chú cũng ấy rồi là gặp là dòng dưa là cái đọt đế mình mà đứng khỏi đầu này. Là con chó nó sủa rồi là nó đi chú bò vô chú tính là chăng đây là một sụ vậy thôi là nó gộp đế là gồm lại là một cục cỡ này là nó nằm nó quanh tròn ở trên cái đọt đế đó. Nó không dám lú xuống nó lú sợ chó cắn cái nó cắn đuôi nó đó thì ngay chân chỗ đó là nó gồm lên trên chú chụp chú dòm thấy mà nó đã nói cái con rắn luôn lúc nào á nó con rắn hôm nay á là nó phải phun gì vậy là ngay chân chỗ á nó là cái bên này nó che bít mí mắt nó bên này che mí mắt nó. Nó không bao giờ nó gì đây là nó dồn ngay mình gì đây là nó cắn được. Nó phải nghiêng gì đây là nó muốn nghiêng. Trước khi bây giờ là nó thấy mình là con rắn để ý. Nó nghiêng gì đây là bắt cái trên mổ xuống nó mới thấy đường mình. Còn bình thường nó dồn gì đây là nó khuất hai. Nó khuất hai. Hai con mắt nó xa quá hay nó khuất? Không có. Bây giờ nó phùng ra rồi là. Phùng mang ra là. Che cái mắt. Che hai. Nó bít hai con mắt. Nó có ý gì đó là. Là dồn ý còn mà nó niếng gì đây là kể như là nó chơi mình đó còn nó dồn ngay gì đây là nó chỉ dồn hai bên này nó chưa thấy mình nó chưa thấy mình.